Gucci Hosebit Loffer thì các bác có thể nhìn qua là đây là mẫu rất là đẹp nó là màu nâu và đây là mẫu Gucci, Gucci cổ điển tức là bây giờ chúng ta sẽ rất ít hoặc không bắt gặp những mẫu như thế này người ta làm mới nữa đây là những mẫu đã được Gucci sản xuất tương đối lâu và tuy nhiên để tìm được những đôi bản cổ và tình trạng tốt như thế này thì rất là ít thì đây là mẫu Gucci được làm từ da bò à, da bò và các bác có thể để ý là nó có một cái bộ khóa vàng rất là đẹp đây là những cái khóa vàng giả cổ mà Gucci nó rất là nổi tiếng rồi và cái đôi này thì ngoài cái việc là nó có cái chất da màu đẹp này cái màu này rất là đẹp nha các bác màu nâu và cái khóa vàng đẹp nữa thì một điểm cộng rất lớn của đôi này điểm cộng rất lớn đó là đôi này nó có cái lát giày tức là cái phong giày rất là dễ mang đôi này là đôi nó có cái phong tương tự như form đôi Gucci 1953 sau này Đấy, mà bây giờ cái Gucci người ta vẫn duy trì cái 1953 đó thì đây là một mẫu như vậy cái form giày nó rất là đẹp thì chúng ta có thể xem đế của nó ở đây đế đã được dán bảo vệ à, và có tác kim loại Gucci ở đây à, cái này là những mẫu Gucci cổ điển mới có và size của đôi này thì size 40 rưỡi 40 rưỡi và uh, form là form E tức là form khá là thon dày thì bác nào chân 40 và 40.5 thon thon thì có thể mang được thì đó là cái về size của đôi này và cũng như là cái chất da thì các bác có thể xem chi tiết chi tiết về đôi giày ở đây sau khi tháo form giày ra thì đôi giày vẫn giữ cái form rất là tốt cái này là một cái rất quan trọng đối với một đôi giày là những khả năng mà giữ form của đôi giày thì lúc chúng ta mang để giữ được cái đôi giày tốt nhất thì chúng ta thường có cái form nhựa hoặc là sau này mà chúng ta đi về chúng ta phải đút cái form nhựa vào hoặc lúc mang giày chúng ta sẽ dùng cái đón gót này thì chúng ta kê ở đây để vào chân không dẫm cái gót này xuống nó sẽ khiến đôi giày là bị mất form à, Thì đó là về đôi giày Gucci Hosebit Một đôi rất đẹp Bác nào mặc đôi này thì nhắn cho em Về size và giá thì em đã để sẵn bên góc trái màn hình các bác có thể xem ở đây Là size và giá em để công khai ở đây Bác xem rồi thích thì có thể nhắn Zalo cho em và em sẽ gửi tới các bác một đôi rất là đẹp và Gucci như thế này màu này bây giờ rất ít các bác có thể bắt gặp màu đen nhiều nhưng màu này là rất hiếm luôn rất là nổi bật các bác màu này thì nó cũng có thể mang với quần đen bình thường coi nhá đặc biệt nó phù hợp với quần jean hoặc quần kaki sáng màu rất thoải mái luôn lồng lót bằng da hết đế da khâu lấp chỉ dán topi bảo vệ một đôi giày gần như hoàn hảo để các bác có thể về làm mang luôn không phải làm gì thêm nữa ok các bác nhá bây giờ chúng ta sẽ đến đôi